Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 416m2. Trên thửa đất, căn nhà vườn thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga đường huyện lộ 36 khoảng là 300m. Con đường này bê tông khoảng 3m nha anh chị. Mình di chuyển đường ô tô khoảng 7 chỗ là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ra đường Đặng Văn Mê khoảng 500m. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Bình Chưng, trường cấp 1, trường cấp 2, nhà thờ. Anh chị cách khoảng 100m nha. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn, để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Xung quanh đất thì gia chủ xây tường cao khoảng 1m nha anh chị, và phía trên thì gào 70 hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm luôn ha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị á, từ vị trí ngay chỗ cột bê tông này, mình đo thẳng qua bên đây là 13m và có chiều dài là 32m. Phía trước thì gia chủ có làm cổng rào rất là kiên cố nha anh chị. Cổng rào thì gia chủ cũng ốp gạch, và phía trước thì cổng rào gia chủ làm bằng sắt anh chị. Phía trước thì gia chủ đang trồng một số bông mai trắng và mai vàng, tạo cho một không gian nhà vườn của mình rất là mát và trong lành. Về đây thì anh chị mua nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Và mình cách trung tâm hành chánh xã Vĩnh Kim khoảng 4 km. Đất và nhà của mình thì tới ngay chỗ vị trí cột bê tông này là 13m nha anh chị. Bên trong thì gia chủ đang trồng một số bưởi da xanh. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị cô chú mình xem và tham quan ha. Căn nhà vườn của mình thì em thấy cũng rất là đẹp nha anh chị. Phía trước thì mình có một cây bông giấy nè anh chị, rất là đẹp luôn ha. Và gia chủ thì cũng đang trồng một số hoa 10 giờ và bông nhái nữa nha anh chị. Ở đây là bông mai trắng nè anh chị. Cửa của mình thì gia chủ hàng cửa bằng sắt nha anh chị. Phía trước thì gia chủ cũng đổ bê tông hết rồi anh chị. Ở về thì anh chị cô chú mình có thể đổ ga bê tông phía trước một chút, và anh chị mình hàng tiền chế căn nhà của mình rất là mát luôn anh chị. Mình có một khoảng sân anh chị mình đậu ô tô và có đám tiệc rất là rộng rãi nha anh chị. Ở phía trước thì gia chủ đang trồng hoa 10 giờ nè anh chị. Ở đây là mai vàng, còn đây là bông trang nha anh chị. Trên thửa đất thì chủ yếu là gia chủ đang trồng bưởi da xanh. Bưởi này thì chủ trồng cũng được khoảng 4 năm tuổi và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn nha. Ở đây thửa đất căn nhà của mình đang quay về hướng đông nam nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí căn nhà vườn của mình khoảng 17 km.
từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây. Anh chị di chuyển về khoảng 72 km nha. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về đây thì anh chị có thể trồng mít, bưởi da xanh, vú sữa, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được luôn nha. Ở đây điện nước wifi thì chủ đã vô sẵn rồi nha anh chị. Về thì anh chị mua là anh chị mình vào, anh chị mình ở luôn nha, cũng không cần tu bổ lại thêm. Ở dưới nền thì gia chủ đã lót gạch rồi nha anh chị. Trên mỗi góc cột thì gia chủ cũng ốp gạch hết luôn. Trên tường thì gia chủ lót cho đến mí tôn trên luôn anh chị. Toàn bộ cửa thì gia chủ dùng cửa cây anh chị. Cửa này là cửa gỗ đỏ nha anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Ở đây là không gian phòng thờ của mình. Ở bên trong thì gia chủ cũng lót gạch và trên tường lót khoảng 1m6 nha anh chị. Phía trên sơn và đã đi bê hết rồi anh chị. Cửa của mình là cửa gỗ đỏ nha anh chị. Ở bên đây thì mình còn dư mấy mét nè anh chị. Gia chủ thì cũng trồng thêm một số dừa sim. Dừa này thì khoảng 1 năm tuổi thôi. Khoảng 3 năm thì dừa của mình sẽ cho trái nha anh chị. Ở đây là bưởi năm roi. Ở phía trước thì mình có một cái vườn mai rất là đẹp nha anh chị. Ở không gian này rất là thoáng để cho anh chị cô chú mình mua để ở nha anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 350 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Đất và nhà của mình thì cũng tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Trên thửa đất căn nhà phường của mình có một cái khuyết điểm, bên hông thì có mấy người mộ nha anh chị. Mộ này thì người thân của gia chủ đang kêu bán anh chị. Nếu anh chị mình mua thì gia chủ sẽ xây một bức tường bên hông này, mình thẳng xuống đây luôn nha anh chị. Ở căn nhà này nhà cấp 4 chữ L nha anh chị. Có sao thì em nói vậy để cho anh chị mình nắm ha. Ở bên đây thì mình có một cái bàn để anh chị cô chú mình có thể tiếp khách, và anh chị mình có thể buổi chiều mình sương sương vài lon nha anh chị. Bên đây thì mình có cây nguyệt quế nè anh chị, bông mai trắng một hàng ra phía trước luôn. Gia chủ có nói với em nếu anh chị mình mua một số kiện này thì gia chủ sẽ để lại các giá rẻ cho anh chị luôn nha. Ngang của mình là 13 mét nha anh chị, và có chiều dài là 32. Với tổng diện tích thổ đất căn nhà của mình là 416 mét vuông. Đất và nhà thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình lên thổ cư ha. Để em di chuyển ra phía sau để anh chị xem và tham quan ha. Ở đây là không gian phòng khách của mình nha anh chị. Cửa của mình là gỗ đỏ anh chị, rất là kiên cố và rất là đẹp luôn. Ở đây thì căn nhà của mình có 3 phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Ở bên hông thì gia chủ cũng thiết kế một cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Bên trong thì gia chủ cũng lót gạch hết rồi anh chị.
Trên tường thì lót khoảng 1m6. Tường thì ở phía trên sơn và đã đi bê hết rồi nha anh chị. Bên hông thì mình có một cánh cửa bên ngoài, anh chị mình lấy ánh sáng cũng rất là thoáng. Cửa này thì gia chủ dùng cửa nhôm. Còn bên đây là căn phòng thứ hai của mình nha anh chị. Bên trong thì trống thôi anh chị. Dưới nền thì chủ cũng lót gạch hết nha anh chị. Trên tường thì lót khoảng 1m6. Toàn bộ cửa ở đây thì gia chủ dùng cửa nhôm. Còn khu vực này thì gia chủ có chừa một cái khoảng trống anh chị, mình để tủ lạnh nè, vật dụng gì á anh chị có thể để bên đây ha. Bên trong thì chủ cũng lót gạch hết luôn nha anh chị. Bên đây là căn phòng thứ ba của mình, dưới nền thì cũng lót gạch nha anh chị. Trên tường thì lót khoảng 1m6. Bên hông thì mình có một cánh cửa ha. Cửa này là cửa nhôm nha anh chị. Còn khu vực này thì gia chủ cũng lót gạch và dán lên tường. Bên trong thì mình có nhà tắm, nhà vệ sinh đầy đủ hết. Bên đây thì mình có máy giặt nè. Bên trong thì chủ cũng lót gạch khoảng 2 mét nha anh chị. Toàn bộ căn nhà của mình thì gia chủ lót gạch hết luôn anh chị. Căn nhà của mình thì em thấy rất là sạch sẽ và thoáng mát luôn. Về đây thì anh chị mình mua để ở là tuyệt vời nha anh chị. Do chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nha anh chị, nên cũng cần bán gấp anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp của mình. Ở dưới thì chủ cũng lót gạch hết luôn nha anh chị. Trên tường thì lót khoảng 1m6. Còn khu vực này thì gia chủ có làm một cái tường riêng, và bên hông đã xây tường nha anh chị, và làm nhà bếp bên hông để anh chị mình có thể nấu củi cũng được anh chị. Ở phía sau thì gia chủ cũng làm một cái sàn nước rất là rộng luôn anh chị. Mình có đánh tiệc thì rất là thoải mái nha anh chị. Căn nhà phường này rất là tâm huyết với chính chủ anh chị. Do người vợ làm nợ nần nên chủ cũng bán để trả nợ nha anh chị. Nói chung thì anh chị mình có thể về mình xem căn nhà này, và anh chị mình gặp ngay chủ để anh chị mình trao đổi ha. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Bên đây thì chủ đều cán bê tông hết luôn anh chị. Căn nhà này em thấy rất là mát và rất là đẹp, và cũng gần trung tâm nữa anh chị. Mình cách chợ Bình Chưng nè, trường cấp 1, trường cấp 2 và nhà thờ Bình Chưng, anh chị mình cách chỉ 100m thôi. Một ngày mới em cũng kính chúc anh chị thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên những người thân nha. Anh chị nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Giá bán là 1.350.000.000 nha anh chị. Tổng diện tích đất và nhà của mình luôn. Gia chủ thì cũng đang rất là cần tiền để trả nợ cho người vợ nha anh chị. Do người vợ thì ăn chơi và một số là vay tiền bên ngoài anh chị, nên người chồng cũng cần bán để trả nợ cho người vợ nha anh chị. Nói chung thì căn nhà này chủ đất là tên Tuấn anh chị, rất là thương vợ và cũng rất là thương con, nên cũng không muốn để gia đình tan vỡ, nên cũng cần bán gấp để trả nợ cho vợ nha anh chị.
Ở đây thì điện nước wifi thì có đầy đủ nha anh chị. Hàng xóm ở đây thì em thấy rất là đông, phù hợp để anh chị cô chú mình mua để ở nha anh chị. Con đường ở phía trước thì rộng khoảng là 3 mét, mình di chuyển là đường ô tô khoảng 7 chỗ là thoải mái luôn nha. Bên hông thì mình có mấy người mộ nha anh chị. Mộ đây thì người thân của gia chủ thôi. Căn nhà này thì rất là tâm huyết nên chủ bán để trả nợ nha anh chị. Phần đất ông bà thì để lại. Anh chị mình có mua thì xây một bức tường bên hông này nha. Gia chủ thì sẽ xây lại cho anh chị luôn. Căn nhà của mình thì cách trung tâm hành chánh xã Vĩnh Kim khoảng 4 km đổ lại thôi nha anh chị. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.